Thì hôm nay mình sẽ tiến hành cập nhật cái LG V20 này lên cái phiên bản Android 9.0, cũng như là thử lắp SIM và thẻ nhớ vào để xem cái thiết bị này có hoạt động ổn định hay không. Rồi, ok, mời các bạn theo dõi. Thì cái chiếc LG V20 này nó đang ở cái phiên bản Android 8.0 và mình phải trải qua 3 bản cập nhật. Nó tới 3 bản. Nãy giờ mình đã trải qua 2 bản cập nhật của Android 8. Giống như là cái bản mà vá lỗi vậy, nhưng mà cái dung lượng mà của cái bản cập nhật đó cũng vào khoảng là trên 500 MB. Thì trải qua 2 bản thì bây giờ mình sẽ tiến hành tải cái bản thứ 3, đó là cái bản Android 5, tức là Android 9 đó. Thì nó có dung lượng gần 2 GB, và tiến hành cài đặt cái bản cập nhật này lên trên thiết bị này và để xem là sau khi cập nhật thì giao diện nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thì sau khi mà mình đã cập nhật xong cái phiên bản Android Pie trên cái LG V20 này rồi, thì như các bạn cũng đã thấy là cái giao diện nó có sự thay đổi nhiều so với Android 8, cũng như là vào cái phần cài đặt thì chúng ta có thể chỉnh cái phím mà đặc trưng của Android 9, nó sẽ mất đi 3 cái phím cơ bản của Android 8 trở về trước, mà cái nút của Android 9 thì các bạn có thể tùy chỉnh giữa hai cái này. Và nếu các bạn chọn cái nút của Android 9 đó thì cái giao diện mà đa nhiệm nó sẽ khác đó. Thì mình cũng sẽ tiến hành lắp SIM và thẻ nhớ để xem là cái khả năng mà nhận SIM cũng như nghe gọi hay là có nhận thẻ nhớ hay không cho các bạn coi luôn. Rồi, cái khả năng nhận mạng là bình thường nha các bạn. Nhưng mà để biết thông tin tài khoản, sẽ tiến hành gọi thử một cái cuộc gọi đến chính phòng hồng để xem chất lượng gọi như thế nào. Rồi. Còn mình sẽ cho các bạn nghe luôn cái chất lượng cuộc gọi này. Để quản lý tài khoản, bấm phím 5. Để kiểm tra danh sách người thân, bấm phím 6. Để mua gói cước, bấm phím 7. Để thoát, bấm phím 8. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím. Còn riêng về cái phần màn hình thì trước giờ LG V10, LG G4, LG G5 cũng như là V20 này là đều bị cái lỗi bóng mờ. Nhưng mà bóng mờ là cái hiện trạng mà giống như chúng ta để cái màn hình sử dụng máy nóng lên thì cái ứng dụng mà sử dụng trước nó sẽ để lại cái dấu mờ mờ, thì tự động sau một thời gian cái dấu nó sẽ biến mất. Còn cái hiện trạng trên thiết bị này bóng mờ thì vẫn có, nhưng mà cái phần giữa màn hình á, mình cảm giác là nó bị những cái màu sắc nó khác biệt so với phần còn lại. Đây, các bạn nhìn cái video cũng như cái hình mà mình đã chụp lại đây. Thì ban ngày thì khó thấy cái lỗi này lắm, nhưng mà ban đêm thì nó dễ dàng lên. Nếu mà chúng ta xem YouTube thì nó có một cái ví dụ như nó có một những cái vùng màu khác nhau đó. Thì sau khi test xong cái khả năng nghe gọi thì nó phát sinh ra một cái lỗi, đó là cái lò thoại bị rè, cũng như là cái màn hình này nó bị một cái dạng như hồi nãy mình đã cho các bạn xem á, là nó bị nó không phải bóng mờ, tại vì bóng mờ là cái dạng như là khi mà nó bị in hình một cái ứng dụng trước thì khoảng một thời gian sau nó sẽ mất đi, còn đây là một cái khoảng giữa của màn hình, gần như là cái màu sắc nó có cái sự khác biệt so với cái khu vực còn lại. Thì ban ngày có vẻ như là khó nhìn thấy, nhưng mà khi ban đêm chúng ta mà xem YouTube hay gì đó thì sẽ cảm giác là hơi khó chịu. Thì mình sẽ tiến hành liên lạc với Shopee để đổi trả cái thiết bị này. Thì cũng như những cái video trước mình đã nói với các bạn rồi, thì mua cái điện thoại cũ ở Shopee thì chúng ta khoan hay bấm vào cái nút đã nhận hàng, mà hãy test máy thật kỹ để còn đổi trả thiết bị. Wow. Thì mình đã tiến hành liên lạc với Shopee và shop cũng đồng ý là nhận đổi trả cái thiết bị này. Thì bây giờ trong cái video tiếp theo mình sẽ gửi đến các bạn cái quá trình đổi trả hàng ở trên Shopee. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.